Trước mắt các bạn là một khung cảnh xa lầy vô cùng nghiêm trọng các bạn nhé. Chiếc xe cộng đồng của chúng ta đi chạy khỏi cái ván kê và đã bị lật nghiêng. Xuống hết đi, may ra kéo được lên. Đây là chiếc xe cộng đồng xếp vào cứu hộ các bạn nhé. Xúc cát ra để cứu hộ con xe công nông này. Đó là pha sụt này quá là sâu, gần như lật xe các bạn nhé. Đây là pha giật vô cùng đẳng cấp. Chết cho anh coi, chứ không phải là xã nó bỏ. Thì là mình bấm lên thấy lại. Quyết định đổ ven các bạn nhé, lâng ven để cho nó kích bánh lên. Và
này cũng hơi khó các bạn nhé, bởi vì là nó nghiêng nhẹ thì còn kéo được. Thằng này nó sạt, nó sạt gần như lật xe các bạn nhé. Cái xác xe không mà giật không đến lung lay nhỉ. Và giật vô cùng mạnh nhưng mà nó vẫn không lung lay các bạn nhé. Công lông lông gì quay về trò lớn gì quay làm gì với công đứng đây làm gì để họ đây quay làm gì với công nè về cho anh một đống luôn đây kiếm cho anh một đống gì quay. Why?
Bây giờ làm quả xà beng. Đi dậy không? Đi dậy. Quay gì anh? Quay em gì? Thank you.